Trái gấc rất là quen thuộc với chúng ta, có lẽ món xoài gấc thì rất là nhiều người đã ăn qua, họ ít nhất đã thấy qua. Tuy nhiên, tác dụng của gấc với sức khỏe con người thì ít ai biết rõ. Các hãng dược phẩm lớn của Mỹ ví như trái gấc là loại quả đến từ thiên đường và là thần dược cho sức khỏe. Có điều thú vị là tên phổ biến trên toàn thế giới chữ gấc, bởi vì gấc là phát hiện đầu tiên ở Việt Nam đó các bạn. Trong gấc có chứa nhiều vitamin A, khi vào cơ thể giúp cho làn da đẹp và đôi mắt sáng. Trong gấc có chất lycopene, là một chất chống lão hóa mạnh nhất hiện nay. Bên cạnh những lợi ích về sức khỏe, công dụng của hạt gấc cũng góp phần ức chế quá trình lão hóa và duy trì tuổi trẻ của người dùng. Hạt gấc chứa nhiều khoáng chất có thể làm chậm quá trình lão hóa, kích thích hoạt động của các tế bào và hạn chế căng thẳng. Gấc rất tốt cho sức khỏe nên chúng ta tranh thủ cho gấc vào thực đơn gia đình như thịt khá kho nè, kho với gấc, màu vừa đẹp vừa tốt cho sức khỏe. Và đặc biệt là gấc này làm dầu gấc thì không gì bằng, dầu gấc trị nám da cực hiệu quả. Những bạn nào có bị nám da thì có thể thử nha, dùng gấc làm sinh tố uống, dùng gấc nấu ăn. Trong nhà nên có chai dầu gấc để ăn salad nè, làm đẹp nè, kho thịt kho cá. Nhà nào có trẻ con ăn dặm thì cho dầu gấc vào món ăn, làm dầu gấc cực kỳ đơn giản. Chúng ta có thể mua gấc đông lạnh cũng được. Nhưng hiện nay KT chỉ có gấc sấy khô này thôi. Loại gấc nếp này được trồng tự nhiên ở vùng núi cao là gấc quý hiếm. Và hôm nay KT sẽ chia sẻ cái cách nấu dầu gấc ngon như thế nào. Bây giờ mình bắt đầu vào bếp nhé. Để làm món này mình cần có hai nguyên liệu rất là đơn giản, đó là dầu nho. Nếu bạn không có dầu nho, bạn có thể dùng dầu bơ, dầu dừa hay dầu ô liu. Và kế đến là gấc. Bạn không có gấc khô thì mình dùng gấc tươi, gấc đông lạnh nha. 10 năm gần đây thì chúng ta thấy nhiều công ty đã dùng gấc sản xuất thực phẩm, chức năng đề phòng và điều trị một số bệnh ung thư. Đặc biệt là có loại nước gấc bán với giá gần 100 Mỹ Kim một cặp, gấc tốt như thần dược. Vậy nên KT vô cùng vui mừng khi có được gấc sấy như thế này. Đây là loại gấc nếp màu đỏ rực luôn, càng đảm bảo lượng lycopene rất nhiều. Một túi gấc 400g như thế này là tương đương với lại 8kg gấc tươi đó các bạn. Và bây giờ mình bắt đầu vào bếp nha. Trước hết mình cho dầu vào đây. Cho vào trong một cái chảo hay một cái nồi. Tổng cộng mình có 2 lít dầu nha. Từng múi gấc như thế này rất là khỏe, là bởi vì người ta đã lấy hạt ra hết cho các bạn rồi. Rồi mình cho cái túi gấc vào trong đây, 400g luôn. Dầu gấc mình nấu rất là lâu nha các bạn. Bắt đầu từ khi mà nó sôi lăn tăn á, rồi mình mở lửa nhỏ thật nhỏ xuống, rồi mình cho đó mình ngâm nó khoảng 2 tiếng. Nếu các bạn thích gấc đậm đặc hơn, bạn có thể cho 600g gấc khô này thay vì 400g nha, cộng với 2 lít dầu thì nó sẽ đậm đặc hơn. Nhưng quan trọng là mình phải ngâm gấc sau khi mình làm sôi lên, nóng lên 2 tiếng thì mình phải ngâm qua đêm, như vậy nó sẽ ra hết tất cả các chất tinh dầu của gấc. Và các bạn lưu ý nha, khi mà mình nấu gấc đông lạnh hay gấc tươi á, mình nấu lâu hơn là bởi vì nó ướt á, và nhớ là lửa phải nhỏ thật nhỏ nha, nó sôi lăn tăn thôi. Mình cho các bạn xem cái màu gấc nè. Wow, đẹp lung linh luôn nè. Giờ mình để nó cho nó nguội. Sau khi mình ngâm gấc qua đêm rồi á, bây giờ mình lọc nó ra. Đây, dầu gấc của mình đây các bạn ơi. Wow, rất là đậm đặc luôn. Chỉ cần 2 lít dầu mà tới 8 trái gấc luôn nè. Giờ mình cho nó vào trong hũ nha. KT sẽ để link ở dưới video để cho bạn nào có nhu cầu mua gấc sấy khô này nha. Cho vào trong cái hũ keo như thế này nè, mình để dùng tới cả năm luôn. Gấc này tuyệt đối không sử dụng bất cứ hóa chất phụ gia nào, cho dù phụ gia cho phép dùng trong thực phẩm cũng không dùng. Vậy nên các bạn an tâm nha. Đây các bạn, mình làm được 7 hũ như thế này. Còn đây là gấc mà mình thắng dầu gấc xong rồi nó nhìn như thế này. Có bạn sẽ hỏi mình ăn cái này được không? Thì ăn nó cũng giống như chip á các bạn nè. Đó, nó khô giống như chip vậy đó.
nhưng mà ăn nó có vị nhẫn nhẫn, cho nên là bạn nào mà thích thì để lại để ăn với salad đó. Lúc mà mình ăn salad cái mình cho nó vào ăn chung, có vị nhẫn nhẫn nha. Bạn nào mà bị nám mỗi ngày chỉ cần thoa lên trước khi đi ngủ, mình rửa mặt thật là sạch với lại sữa rửa mặt đó, rồi mình thoa lên trên cái mặt của mình rồi đi ngủ, chỉ có vậy thôi. Nhưng mà khi mà thoa lên các bạn nhớ xoa massage cái da mặt của mình. Đây các bạn, thì mỗi tối trước khi mình ngủ mình rửa cái mặt cho thật là sạch với sữa rửa mặt, sau đó mình thoa một ít lên, mình thoa một ít dầu gất lên trên mặt đó, là như thế này nè. Mà của Katie thì cũng có tàn nhang hay là đồi mồi bên hông như thế này nè. Lớn tuổi thì mình sẽ bị nha, nó không có tránh được. Bởi vì khi mình ra nắng ngoài, nắng nhiều thì nó cũng sẽ bị. Thì bạn nào mà có bị nhiều thì nó sẽ lâu hơn. Ví dụ như khoảng 1 tháng sau khi bạn dùng mỗi ngày á, là bạn sẽ thấy có kết quả sau 1 tháng. Nhưng mà muốn kết quả nhiều hơn nữa mà nó bớt nám, chị đi là chị bớt chứ không phải là dứt hẳn đâu nha các bạn. Mình phải dùng một thời gian dài khoảng 4 tháng bạn sẽ thấy kết quả sẽ hiệu nghiệm hơn. Nhưng mà bạn nào mà không có nám á, thì bạn sẽ cảm thấy rất là vui, là bởi vì cái da mặt của mình á, nó sẽ mịn màng lắm. Hôm nay không có trang điểm gì hết ngoài thoa son để nhìn cho cái mặt nó đỡ tái. Chỉ đơn giản vậy thôi các bạn. Rồi sáng mình ngủ dậy á, mình rửa mặt bằng xà bông thật sạch, rồi mình mới bỏ những cái kem dưỡng ẩm như mình đã chia sẻ lúc trước đó, mình bỏ lên. Thì sau một thời gian là khoảng 1 tháng mình thấy kết quả, nhưng mà sau 4 tháng mình sẽ thấy kết quả mỹ mãn hơn. Dầu gất thoa lên mặt làm cho da mình trẻ hóa, nhưng mà cũng tốt khi mà mình ăn nó nữa các bạn. Ví dụ như mỗi ngày mình ăn cơm đó, mình cho vào đây 2 muỗng cà phê dầu gất. Đó, mình chan như thế này và mình ăn chung với cơm, ăn cháo hay là ăn bánh canh mình cũng có thể dùng tới dầu gất. Khi nào bạn có nấu bún riêu á, bạn cũng có thể dùng dầu gất thay vì dùng dầu điều. Hay là nấu bánh canh cua nè, mình cũng có thể dùng dầu gất nè. Nói chung dầu gất này dùng rất là tiện dụng luôn. Khi nào mà bạn cần nấu gì mà cần có màu á, mình không có dùng màu điều thì mình dùng màu gất, bởi vì gất rất là tốt cho sức khỏe. Nhất là nhờ trẻ em á các bạn. Gia đình nào mà có con nhỏ mà lười ăn á, thì mình cũng có thể mỗi lần ăn mình cho vào đây 2 muỗng cà phê dầu gất như vậy cho trẻ em ăn. Ăn cái này giúp cho nó sáng mắt nữa, vừa làm trẻ hóa da đẹp nè, mà vừa tốt cho sức khỏe sáng mắt nữa. Mình thích ăn cái này, nhóc nhà mình cũng rất là thích ăn luôn. Bạn có thể mua rong biển á, chỉ cần rong biển như thế này thôi, mình lấy ra và mình cho một ít cơm có dầu gất vào. Ăn đơn giản vậy mà ngon vô cùng luôn các bạn ơi. Mời các bạn nha. Nếu như bạn không có thời gian làm dầu gất, không sao. Mình sẽ để link ở dưới phần video để cho bạn nào cần mua thì cũng có thể mua online, hay là gọi điện thoại vào trong tiệm Bảy Bô Sa, người ta sẽ ship cho tới tận nhà. Ship xuyên bang, ship toàn nước Mỹ luôn nha các bạn. Cái hũ này nó rất là chắc. Mình có thể lắc nó, mình lắc cho các bạn xem nè, mà nó không hề đổ ra đó. Nhưng mà nếu thường thường lắc như vậy là nó không bao giờ chảy ra được hết á. Các bạn có thể gọi điện thoại vào nha, mình sẽ để số phone trên màn hình này luôn. Mua một hũ như thế này dùng được cả năm luôn các bạn ơi. Các bạn nhớ bấm nút like để ủng hộ kênh nha. Và bây giờ mình tạm thời chia tay các bạn, mình đi ăn tiếp. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.